Tiêu Như Nguyệt vốn là đích nữ của hầu phủ, nhưng khi mới sinh ra đã bị tráo đổi, trở thành con gái của một người vợ lẽ thấp kém, còn Lưu Như Như lại dưới thân phận của cô kết hôn với thái tử. Sau khi trở thành hoàng hậu, sống một đời vinh hoa phú quý, còn Lưu Như Nguyệt thì mất đi sự trong sạch, buộc phải kết hôn với một tướng quân cuồng bạo, cuối cùng bị tống vào doanh trại và chết một cách thảm thương. Mở mắt ra lần nữa, Lưu Như Nguyệt trọng sinh trở lại ngày cô 15 tuổi. Lưu Như Như với thân phận là đích nữ của hầu phủ, được tổ chức lễ trưởng thành hoành tráng. Cũng chính vào ngày này, sau khi cô ta cài chiếc châm lên đầu, Kiều Di Nương nhấp thêm vài ngụm rượu, vô tình nói ra sự thật năm đó. Tiếp trước, lần đầu tiên Lưu Như Nguyệt biết sự thật, liền bốc đồng chạy đến hầu phủ. Tại buổi tiệc của Lưu Như Như, cô quỳ trước mặt hầu phu nhân, dưng dưng kể lại câu chuyện của mình. Hầu phu nhân luôn ghét phi tần, thề thiếp, làm sao bạn có thể tin lời cô nói? Ngay lập tức tức giận, cho người kéo Lưu Như Nguyệt ra ngoài và đánh 20 gậy, khiến cô trở thành một người què. Từ đó trở đi, bất kể ai trong hầu phủ hay là người ở trong kinh thành, mọi người nói về Lưu Như Nguyệt với thái độ khinh thường. Chỉ là con một người vợ lẽ, không biết trời cao đất dày, lại muốn trở thành đích nữ, bị chủ mẫu dạy cho một bài học, lại còn bị đánh què chân. Đúng vào thời điểm này, hầu phu nhân ra lệnh, khuôn mặt xinh đẹp của hầu phu nhân lộ ra chút bực bội và tức giận. Sao còn không nhanh kéo kẻ gây náo loạn hầu phủ ra ngoài? Kéo kẻ vô liêm sỉ này xuống, Lưu Như Nguyệt sắp bị lôi ra đánh rồi. Lần này cô không muốn lặp lại số phận bi thảm của kiếp trước. Nhẫn nại chờ đợi, cô mạnh mẽ buông chân của hầu phu nhân ra, bất chấp việc quỳ gối cho đến khi đầu gối đau nhức. Một khắc cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy đến bể nước. Mặt nước tĩnh lặng phản chiếu khuôn mặt Lưu Như Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm đậm, thậm chí còn phóng đại hơn cả diễn viên, là Kiều Di Nương dạy vô ăn mặc như vậy, từ khi cô 8 tuổi đã như vậy rồi, để ngăn mọi người nhìn thấy diện mạo thật của mình. Chị muội muội, muội đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế, ta sẽ thay muội cầu xin mẫu thân. Không đán muội, muội quay về đi. Mẫu thân, nhị muội tuổi còn trẻ, vẫn chưa hiểu chuyện, cho nên mới đến làm loạn tiệc của Lưu Nhi. Lưu Nhi không trách muội muội, mẫu thân xin hãy tha cho muội muội lần này. Giọng nói dịu dàng này chính là của Lưu Như Như. Lưu Như Như đứng bên cạnh hầu phu nhân, cô ta dùng cái nhìn đầy thương cảm đổ dồn về phía Lưu Như Nguyệt trước bể nước, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng chỉ một lát thôi, rồi thoáng qua. Thu Lộ, còn không mau đem nhị tiểu thư về. Lưu Như Như ở trong đám đông nói với Thu Lộ, trong giọng điệu có sự nóng vội mà người thường khó nhận ra. Thu Lộ là nha hoàn của Lưu Như Nguyệt, đã ở bên cạnh cô được mười mấy năm. Khi nghe thấy điều này, Kiều Lưu lập tức chạy đến bên cô, vội vàng nói, nhị tiểu thư, đại tiểu thư đã giơ tay đánh khẽ rồi, chúng ta nhanh đi thôi, nếu không tiểu thư sẽ bị đánh đấy. Lưu Như Nguyệt biết Lưu Như Như sợ, Lưu Như Như sợ cô sẽ ở trước mặt mọi người vạch trần sự thật. Khuôn mặt cô giống hầu phu nhân y hệt. Kiếp trước, hầu phu nhân sau khi thưởng hoa tại phủ công chúa, phát hiện ra Lưu Như Nguyệt chính là con gái của mình. Sau khi cô bị Lưu Như Như hại mất đi danh tiếng, từ đó về sau, cô không còn bồng bột nữa. Trong một lần cô tình cờ gặp hầu phu nhân, hầu phu nhân nhìn gương mặt của cô, trực tiếp bị kích thích đến ngất xỉu. Nhưng dù vậy, một kẻ què, một nữ nhân mất đi danh tiếng, không có tư cách trở thành đích nữ của hầu phủ, cho đến khi cô chết đi một cách thảm hại, hầu phu nhân cũng không thừa nhận cô là con gái của bà. Sau khi chết cô mới hiểu, Lưu Như Như tìm mọi cách để hủy hoại danh tiếng của cô, làm cô mất đi sự trong sạch, ép chết cô, chính là bởi vì sợ gương mặt của Lưu Như Nguyệt. Một khi khuôn mặt của cô được người khác nhìn thấy, Lưu Như Yên nhất định sẽ bị mọi người cười nhạo, là một tu hú chiếm tổ mà thôi. Cô đảo mắt nhìn Lưu Như Yên cao cao tại thượng, giữ chặt mép bể nước bằng cả hai tay. Lưu Như Như, kiếp này trọng sinh, ta chỉ vì báo thù mà thôi, ta muốn người phải sống không bằng chết, lấy lại tất cả những gì cô có, thân phận, quyền lực, giàu sang, nam nhân, danh tiếng, ta sẽ tước đoạt mọi thứ. Lưu Như Như bị sự xuất hiện đầy sát khí của cô khiến cho hoảng sợ, cả người đứng không vững. Cô khẽ cau mày và nói với chính mình, làm sao có thể có khí thế đáng sợ như vậy, chắc chắn là cô ta đã nhìn nhầm rồi. Cô ta lại đi về phía Lưu Như Nguyệt, sát khí vừa rồi đã biến mất, dù sao đó vẫn là một kẻ thê thiếp ăn mặc còn tệ hơn cả người hầu. Lưu Như Nguyệt hoàn toàn không để ý đến sự ngăn cản của Thu Lộ, hất tay cô ấy ra khỏi tay mình, cười thành tiếng rồi gục đầu vào bể nước. Cô muốn rửa sạch lớp trang điểm này, lúc này chân cô chưa bị khập khiễng, sự trong sạch cũng chưa bị mất đi. Ở kiếp này, vào lúc này hầu phu nhân đã nhìn thấy gương mặt thật của cô, liệu nó có giống như kiếp trước không? Kể cả khi bà biết cô là con gái ruột của bà, nhưng vẫn nhất quyết không thừa nhận cô. Người đâu, nhanh lên, người đâu, nhị tiểu thư nghĩ không thông muốn chết. Thu Lộ không ngờ Lưu Như Nguyệt lại đẩy cô ấy ra, người Lưu Như Nguyệt tin tưởng nhất là cô ấy, đột nhiên bị đẩy ngã xuống đất, liền không khỏi giật mình, thấy cô vùi đầu vào bể nước. Thu Lộ lo lắng hét lên, nhị tiểu thư, đại tiểu thư sẽ không vì người làm loạn mà bắt tội, nhị tiểu thư người tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Lưu Như Yên có vẻ lo lắng, cô ta nháy mắt với Thu Lộ. Kiều Lưu nhận được tín hiệu của Lưu Như Như, dùng hết sức lực bẻ gãy những ngón tay đang giữ chặt bình nước của cô. Điều làm cô ấy ngạc nhiên, bản thân đã cố gắng hết sức nhưng không thể phá vỡ nó. Cô ấy làm sao có thể ngờ, Liễu Như Yên ngu như lợn sẽ nghĩ tới việc lợi dụng khuôn mặt thật để chứng minh thân phận của bản thân, tuyệt đối không được để cô ta thành công. Nhị tiểu thư, nô tỳ cầu xin người, nhanh chóng cùng nô tỳ quay về Thanh Phương Viện đi, nếu người tiếp tục gây rắc rối nữa, làm hầu phu nhân tức giận thì người với Kiều Di Nương biết phải làm sao. Như vậy người sẽ không thể làm tiểu thư của hầu phủ nữa. Khi ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, mặt trời tình cờ ló ra từ phía sau những đám mây. Gương mặt thiếu nữ được rửa sạch, giọt nước phản chiếu ánh nắng chói chang, một thân hình lớn xanh đỏ như thể cũng được mạ một lớp ánh sáng trắng. Mờ mờ ảo ảo, mái tóc đen ướt ngoan ngoãn buông theo đường cong của cơ thể. Thoạt nhìn, như thể một nữ thần đã rơi vào thế giới phàm trần. Đột nhiên, mọi người đồng loạt im lặng,
không một tiếng thở, các quý cô từ Kyoto đến dự lễ trưởng nữ hầu phủ. Vô cùng kinh ngạc, đây là tiểu thư trường Ninh hầu phủ. À, hóa ra cô ấy trông như thế này, y phục rách dưới không có gì nổi bật, nhưng dáng vẻ lại giống như một nàng tiên. Đợi chút, mọi người không cảm thấy gương mặt của cô ấy và hầu phu nhân rất giống nhau sao? Cuối cùng cũng có người phát hiện ra điểm quan trọng, ánh mắt mọi người cứ dán chặt vào hầu phu nhân và Lưu Như Nguyệt. Chỉ cảm thấy càng nhìn càng giống, hai người đứng cạnh nhau, sẽ không ai tin nếu nói họ không phải là mẹ con. Một tiểu thư quý tộc che miệng thốt lên, vậy điều ta vừa nói là đúng, cô ấy mới thật sự là đích nữ hầu phủ, Lưu Du, được mệnh danh là nữ nhân tài năng nhất kinh thành. Còn Lưu Như Nguyệt chỉ là con gái của một người vợ lẽ tầm thường. Kiều Di Nương vốn chỉ là một nô tỳ, một lần trèo lên giường của trường Ninh hầu Lưu Cảnh Như, được thu nhận làm thông phòng, sau khi mang thai và sinh ra hầu phủ tiểu thư, lại được thăng làm di nương, bởi vì bà vốn là một người hầu, xuất thân thấp hèn, cho nên thân phận cũng chỉ là thê thiếp. Một thời gian, mọi người đều nhìn Lưu Như Yên bằng ánh mắt kỳ quái. Nếu Lưu Như Yên thật sự là con của một người thiếp hèn mòn, tám chiếm giữ vị trí đích nữ hầu phủ hơn 10 năm, nói bị đánh chết cũng không quá. Mặt nạ lương thiên của Lưu Như Như vỡ tan vào lúc này, ánh mắt tràn đầy sự hoảng hốt, cô ta cố gắng bình tĩnh lại, trực giác của cô ta cảm thấy mọi chuyện lẽ ra không nên thành ra như thế này. Điều gì đã xảy ra? Liễu Như Yên nghiến răng nghiến lợi, ta vốn nên là đích nữ của hầu phủ, là hai mẹ con vô liêm sỉ này đã lấy đi thân phận mà ta và mẹ đáng có, ta đang sống cuộc sống mà lẽ ra bản thân phải có. Không có gì sai cả, Kiều Di Nương cũng thật ngốc nghếch, có vẻ như bà ấy sống vậy cũng đủ rồi. Liễu Như Yên bình tĩnh lại cảm xúc của mình, giây tiếp theo, nước mắt ướt đẫm mi mắt, đôi mắt lập tức đỏ bừng, một giọt nước mắt trong veo rơi xuống từ khóe mắt, cô ta nhìn Lưu Như Nguyệt rồi lại nhìn sang hầu phu nhân. Không khỏi hoài nghi lên tiếng, mẫu thân, chị muội muội, làm sao vậy, không thể như thế được, rõ ràng con mới là con gái của mẫu thân. Vị nam nhân bên kia cũng nhận thấy điều bất thường ở đây, chăm chú lắng nghe, lúc này mới biết chuyện đã xảy ra, Trường Ninh hầu phủ thực sự lại xảy ra chuyện trao đổi thân phận, thật sự rất buồn. Trường Ninh hầu phủ của ngươi thực sự là rất náo nhiệt, tướng quân Ninh Viễn đối mặt với Trường Ninh hầu Lưu Cảnh Như cười lớn, không quan tâm điều này sẽ xúc phạm hầu tước Trường Ninh, tướng Định Viễn đi thám hiểm cùng với anh trai của thánh hoàng, hoàng tử Tiêu Chấn Đỉnh của nước Tấn, dập tắt cuộc xâm lược man dợ ở biên giới phía bắc, nắm giữ một nửa sức mạnh quân sự, ngay cả thánh thượng cũng phải nể ba phần, đối với một hầu tước đương nhiên sẽ không khách khí. Hầu tước Trường Ninh có khuôn mặt điềm tĩnh và tao nhã, không để ý sải bước đến bên nữ khách, nhìn bộ dáng đáng thương của Lưu Như Yên, cảm thấy khó chịu. Lưu Nhi, con là đích nữ hầu phủ của ta, không ai có thể vượt qua con, không phải con mèo hay con chó nào cũng có thể được gọi là đích nữ. Hầu phu nhân cũng ngạc nhiên vì gương mặt của Lưu Như Nguyệt y hệt mình, có chút sợ hãi. Lưu Như Nguyệt chính là con gái ruột của mình, trong lòng bà ấy đã có đáp án, nhưng nhìn bộ dáng đau khổ và đáng thương của Lưu Như Như, dù có thế nào bà cũng không thể thừa nhận Lưu Như Nguyệt. Lưu Như Như là người mà bà đã tự tay nuôi dưỡng, được nâng niu và trân trọng, làm sao có thể chịu đựng được nỗi vất vả khi làm con vợ lẽ. Ngoài ra, hầu gia cũng yêu thương Lưu Như Như nhất, hơn cả con trai Lưu Thành Quy. Bây giờ đảo bà hỗn loạn, chuyện của Lưu Như Nguyệt vẫn nên là từ từ đã. Thế tử Lưu Thành Quyết cũng đi cùng hầu tước, anh ấy chỉ mới 12 tuổi, vẫn như một đứa trẻ. Lưu Thành Quy nhìn Lưu Như Nguyệt chán ghét, một đứa con của vợ lẽ lại muốn đi cướp đi vị trí đích nữa của tỷ tỷ ta sao? Đúng là không biết liêm sỉ. Hầu phu nhân nghe con trai nói về Lưu Như Nguyệt như vậy, trong lòng tôi có chút khó chịu, rốt cuộc thì họ là tỷ đệ ruột, bà muốn ngăn cản Lưu Thành Quyết nhưng lại không biết nói như thế nào, ở đó toàn là khách khứa, nếu bà ấy thừa nhận cô là con gái ruột của mình thì sau này gọi Lưu Như 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 thế nào? Nếu bà ấy thừa nhận, danh tiếng của Lưu Như Như sẽ bị hủy hoại, một nữ nhân được sinh ra từ thê thiếp thấp hèn sẽ không có tương lai tốt đẹp, bà ấy không thể hủy hoại cuộc sống của Lưu Như Như. Lưu Như Nguyệt có cái nhìn toàn cảnh về biểu cảm của họ, sự việc diễn ra đúng như cô dự đoán, mọi người chọn bảo vệ Lưu Như Như, vậy còn cô thì sao? Vậy có xứng đáng với mọi thứ cô đã phải chịu đựng không? Cô đáng bị đánh đến mức tàn phế sao? Bị Lưu Như Như vu oan mất đi sự trong trắng, cô xứng đáng được gả cho Thôi Siêu, kẻ đã đánh chết hơn chục nữ nhân sao? Bị Thôi Siêu đưa vào doanh trại, không chịu nổi nhục nhã mà kết thúc cuộc sống. Tại sao lại vậy? Hôm nay mẫu thân không thừa nhận cô thật sự đã chết tâm rồi, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho người mẹ này. Cô đã cho bà ấy một cơ hội. Khuôn mặt lạnh lùng của Lưu Như Nguyệt nhìn chằm chằm vào hầu phu nhân, giọng khàn khàn như đến từ địa ngục. Hầu phu nhân thầm bội dung, còn cả thằng nhóc Lưu Thành Quyết đó, đôi mắt lạnh lùng của cô nhìn vào hầu tước Trường Ninh. Khuôn mặt của ông ấy, thân hình này, vốn dĩ đáng để cô ngưỡng mộ, ông ta ngay từ đầu đã biết thân thế của Lưu Như Như rồi, cũng biết thân thế của cô, nhưng suốt hơn 10 năm qua, ông ta không hề để mắt đến cô, tước bỏ thân phận của cô, nhưng ông ta không những không tội lỗi, mà còn đổ lỗi cho Lưu Như Nguyệt khi cô phát hiện ra sự thật, chửi mắng cô chỉ là thân phận chó mèo, là đồ súc sinh, là một người cha tốt quá đi, là một người cha tốt quá đi. Lưu Như Như là đích nữ, người nhìn mặt con xem, rồi hãy nhìn kỹ khuôn mặt của mẫu thân, phụ thân chẳng lẽ không có chút gì tội lỗi, lương tâm cắn rứt sao, thật sự không cố chút nào sao? Lưu Như Nguyệt lên tiếng chất vấn, khả năng diễn xuất của phụ thân cô thực sự không thua kém gì một diễn viên. Nếu linh hồn của cô không trở về hầu phủ sau khi chết, nhìn thấy ông ta và Tô Vân yêu nhau thế nào, thì cô sẽ không bao giờ nghĩ tới cha mình ngay từ đầu đã biết mọi thứ. Tất cả đều được thực hiện dưới sự cho phép của ông ta. Trường Ninh hầu nhìn cô với đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ, gương mặt có chút mất tự nhiên trong giây lát. Không thể nào, Lưu Như Nguyệt chỉ là một tiểu nữ lớn lên trong nhà, không thể biết được sự thật. Đừng ngụy biện, người đâu, đưa nhị tiểu thư về cho ta. Nhìn khuôn mặt các vị khách đầy thích thú,
Trường Ninh Hầu nhận ra rằng ông ấy không thể để Lưu Như Nguyệt tiếp tục nói được nữa. Chư Xê tiếp hạ lệnh cho người lôi cô đi. Hầu phu nhân nhìn chồng với ánh mắt phẫn nộ, cụp lông mi xuống, im lặng. Lưu Như Nguyệt vốn cũng không mong đợi ngay bây giờ có thể vạch trần sự thật bẩn thỉu này. Hãy để người đời nhìn thấy hầu phủ xinh đẹp này bên trong xấu xa cặn bã đến mức nào. Ít nhất kiếp này cô không bị đánh, sẽ không trở thành kẻ tàn phế, cũng sẽ không giống với kiếp trước bị hành hạ cho đến khi chết thảm, bị đánh què chân, còn lầm tưởng là vì bốc đồng nên làm chuyện gì sai, cảm thấy bản thân trở thành trò cười, bị tất cả mọi người cười nhạo, bị các kiêu tô cao quý coi như một trò cười sau bữa ăn. Lưu Như Nguyệt bị giữ chặt bởi hai người phụ nữ mạnh mẽ một trái một phải. Cô quay lại và mỉm cười với Lưu Như Như. Lưu Như Như, chúng ta có nhiều thời gian, ta sẽ từ từ chơi với ngươi. Lưu Như Yên nhìn thấy nụ cười của cô, rõ ràng đây là sự khiêu khích, tim đập nhanh hơn. Cô ta gần như chắc chắn Liễu Chiêu Nguyệt đã thay đổi. Nó bắt đầu khi nào? Thu Lộ luôn ở bên cạnh cô ta quan sát, trong suốt những năm qua không có điều gì bất thường, vậy mà hôm nay như thế, xem ra chắc chắn cô ta đã biết sự thật, bản thân mới là con gái của hầu phu nhân, sao lần này cô ta lại có chủ kiến như vậy? Nếu như thường lệ, dưới sự phủ định liên tục của người khác, Lưu Như Nguyệt chắc chắn sẽ nghi ngờ bản thân nhầm rồi. Nhưng hôm nay, Liễu Chiêu Nguyệt không những không nghi ngờ mình đã nhầm lẫn, mà còn thách thức mình, mình không thể ngồi yên chờ chết, đến khi danh tính thật sự bị tiết lộ, nhất định phải chủ động tấn công. Mẫu thân, Liễu Như Yên trợn mắt, rồi ngất đi. Hầu phu nhân nhanh chóng ôm lấy cô ta, nhìn đứa con gái mỏng manh mà bà tự tay nuôi nấng, ngất lịm trong nước mắt, bà khóc vòng hoảng loạn. Người đâu? Trần Mama, nhanh đi mời Trần Thái Y. Con gái lớn nhà họ Hầu vô cùng được sủng ái đột nhiên ngất xỉu, khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn, khách khứa cũng tự mình ra về. Lưu Như Nguyệt đánh mạnh bằng hai cùi trỏ, nhân lúc hai người phụ nữ đau đớn mà thoát khỏi họ. Bản thân Lưu Như Nguyệt cũng yếu đuối lắc lư một chút, suýt chút thì ngã. Nha hoàn Nhật Hà nhanh chóng chạy tới vội đỡ cô lên, nhìn thấy gương mặt yếu ớt xanh xao của tiểu thư, mái tóc ướt át, vội vàng gọi Thu Lộ. Thu Lộ tỷ tỷ, nhanh đi mời đại phu.